Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là một tiết mục nhảy vô cùng sôi động. Hãy đến với bé Phương Nhi và Gia Như. Và tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho hai bé Phương Nhi và Gia Như. Tụi con giống như siêu nhân vậy, không phải người thường. Như chú mà cái động tác mà gọi là tẹt ra vậy là chú tập gần 4 năm nay rồi đó. Phương Nhi nè, đây là lần là con quay trở lại với lại đêm gala của Biệt Tài Tí Hon, con cảm giác như thế nào? Cảm giác quay lại Biệt Tài Tí Hon thì con rất là vui. Nếu mà con có được cái lời chúc nào cho bạn trong đêm chung kết, con chúc bạn cái gì nè? Đêm chung kết con chúc các bạn thi thật tốt và chiến thắng. Rồi con Gia Như, theo những cái thông tin mà bên lề của chú được biết là hôm nay là con có một cái sự chấn thương nhẹ, đúng không? Dạ, chấn thương ở cằm ạ. Tại sao chấn thương ở cằm? À, khi mà con làm động tác thì con đã bị đập xuống dưới sàn ạ. Đập xuống dưới sàn gặp chú là chú bỏ nhảy rồi đó. Dạ, con quyết tâm nên con làm được ạ. Rồi, cảm ơn hai con. Và thưa quý vị, trước khi đến với tiết mục tiếp theo, xin mời tất cả quý vị cùng nhau hướng mắt về màn hình để theo dõi một đoạn clip sau đây. Để chuẩn bị tốt nhất cho các tiết mục biểu diễn trong đêm gala, các biệt tài nhí đã có một tuần luyện tập vô cùng chăm chỉ. Mọi người có muốn biết tụi con luyện tập ra sao không? Muốn biết á, thì hãy theo tụi con vào phòng luyện tập đó nha. Let's go! Bài nhảy này cũng hơi khó khăn nhưng mà vì niềm đam mê của con nên là con không thấy khó khăn gì hết ạ. Cái điều khó nhất là con phải nhớ bài, nhớ động tác. Điểm mà con nhảy lên cái người chị ý vì con là rất khó khăn, con hay bị té. Trong chặng đường chinh phục ngôi vị quán quân Biệt Tài Tí Hon mùa đầu tiên, mặc dù gặp không ít khó khăn khi tập luyện, nhưng các tài năng nhí đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với chương trình. Và trong chương trình Biệt Tài Tí Hon con được gặp nhiều các anh chị nên con rất là thích. Sau phần thi của con, các ban bình luận khen con rất nhiều. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Thật sự bộ đồ này là mong ước cô muốn hướng tới. Cháu nó quá dễ thương thật đấy, nó rất là dễ thương. Đi từ dưới quê lên đây thì con hơi mệt một chút nhưng mà con được đứng trên sân khấu và gặp các chú cô bình luận quê thì con quên hết tất cả các mệt mỏi. Mình thấy chú Trịnh Thành và chú Trịnh Thăng Bình ai cũng đẹp trai. Con rất thích khi mọi người khen con là đẹp trai giỏi hành quá ra. Đáng yêu và tài năng, chính các bé đã tạo nên Biệt Tài Tí Hon mùa đầu tiên ấn tượng và đầy màu sắc.